cơm chay đó bà con, cơm chay số 7. Hôm nay người ta ăn chay nhiều lắm bà con. Ở nhà sáng nay ba mày cầu thấy vợ ba mày cầu cũng nấu đồ ăn chay. Dạ ba mày cầu là mỗi buổi sáng là bà dậy sớm lắm bà con. Tự nhiên dạo này vợ ba mày cầu siêng lắm. Hồi đó đó thì gia đình của ba mày cầu là chỉ có nấu cơm ở nhà vào ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần thôi. Còn ngày thường á, do bận biểu công việc đi làm á bà con, thành thử ra là toàn ăn ở ngoài không à. Toàn ăn ở ngoài, đi vô siêu thị Aeon Bình Tân á, ăn. Cho nên thành thử ra là gia đình của ba mấy cậu nó ngược lại với những cái gia đình khác. Người ta đó là ngày thường á, trời ơi coi kìa, wow, lần ba mẹ cậu thấy bây giờ là khúc này nó tràn ra khúc này luôn, chứ hồi xưa khu này bán sỉ mà bán thùng thùng ít lắm đó, bà con bắt không, càng đến gần đến Tết ấy, bắt đầu là cái cuộc sống nó nhộn nhịp. Bà con của bác ở dưới miền Tây đem lên đó, nó xe đẩy cũng vậy nè. Mấy cái người ở miền Bắc hay miền Trung gì đó, bà mày còn thấy vô đây họ đẩy mấy cái xe cần xé, và họ vô đây họ mua sỉ nè, sau đó họ đẩy, họ đạp xe đạp họ đi họ bán. Tại ba mày còn nghe giọng của mấy chị đó, nghe giọng giống như miền Trung hay là miền Bắc gì đó, giống miền Bắc hơn, miền ngoài hơn. Quá trời không, trái cây quá trời, đã ghê không, nhãn. Đang mùa nhãn nè bà con, bữa giờ ba mày còn ăn nhãn quá trời. Nhãn tiêu, nhãn lòng, rồi nhãn da bò đầy đủ. Nhìn trái cây Việt Nam mê luôn. Hôm nay là ngày rằm hay là gì nè, cho nên đông. Sáng sớm á, cho nên người dân người ta tụ tập về đây để người ta mua trái cây, chắc về cúng Phật. Quá trời luôn, nhộn nhịp. Rồi hoa nữa nè, trời ơi có hoa nữa. Mãng cầu, hôm qua cũng ăn hai trái mãng cầu. Mãng cầu 30.000 ký. Không, mãng cầu của ba mấy cầu bự hơn, để coi coi giá nhiều. Thì về hỏi bả coi bả mua nhiều. Mãng cầu bây giờ hả, cái lớp vỏ nó mỏng lắm bà con. Lớp mỏ nó mỏng mà nó ngon lắm, nó bự lắm. Mà mình gọi là trái na đó, ba mấy gò thì gọi là mãng cầu dai. Còn cái mãng cầu mà để mình dầm sinh tố nó có như là mãng cầu sim. Ở ngoài miền Bắc thì ta gọi là trái na. Là từ chuột lớn tới chuột nhỏ, từ chuột mẹ tới chuột con, nó tỉ cái người dâu chuột gì nó chặt chuột. Trời ơi, có mảng, ui trời. Đường chật hẹp, nó ào ào, nó chạy thấy ghê quá. Rồi, đây là chợ gà, bán gà. Thì xin hứa với bà con cô bác á, vợ ba mày cầu dạo này xuyên đột xuất đó, thay vì gia đình của ba mày cầu là cuối tuần là sẽ ra đi đi ăn ở nhà rồi ngày thường đi ra ngoài ăn, thì bây giờ đó là gia đình của ba mày cầu ăn toàn ở nhà không, sáng 5 giờ phải dậy phải lui cui phải đi phải nấu nước, ba cha con thì nằm ngủ. Cái sáng dậy xong cái mở mắt ra là xin thưa bà con bác có đồ ăn rồi. Ở đây hồi xưa là cái trường học nè bà con. Cái ăn sáng à, nấu đồ ăn sáng luôn mới ghê chứ. Hôm nay là vợ ba mày còn cuốn cái đồ mà gì mà dạng giống như là rong biển mà cơm cuộn gì đó, giống như của Hàn Quốc đó bà con. Đó, mấy đứa nhỏ nó thích á, bà dậy sớm đó, bà ngồi bà nấu cơm, nấu chay luôn á cho tụi nó ăn.
rồi bà cuộn với rong biển bà cuộn rồi à. Giờ tự nhiên bà có một cái thú vui của bà là sáng sớm dậy nấu ăn, rồi nấu cho đến buổi chiều luôn vậy đó, rồi ông bỏ vô mấy cái hộp vậy đó. Rồi thế là giờ ba mày rồi đâu còn đi ăn ngoài đâu bà con. Giờ ăn ở nhà không à. Mà ba mày rồi có nói làm gì cho cực vậy, ngủ thêm miếng nữa cho nó sướng. Thì bà nói với bà mày cầu đó, thôi thì rảnh xiên lục lúc nào thì làm lúc đó. Mà xiên bữa giờ chắc cũng được nửa tháng rồi đó. Chứ ba mày cầu là chủ trương là muốn cho vợ ba mày cầu khỏe nha bà con, chứ không có muốn mà đi làm cực nhọc vậy đâu. Ai cũng bận biểu công việc á, về đầu tắt mặt tối mà chui vô bếp nữa. Ba mày cầu nói bà nấu gì có gì đâu mà ngon, làm mệt thấy bà. À, nhưng mà bà nói thôi giờ bà rảnh được lúc nào bà làm lúc đó thì ok. Bà nói thì rảnh được lúc nào làm lúc đó, nào mệt quá thôi được ra ngoài ăn cho nó tiện. Rồi thấy là nửa tháng nay là ba mày cầu, gia đình ba mày cầu là không còn ăn buffet, không còn ăn thịt nướng, không còn ăn lẩu. Giờ ăn cơm nhà không à. Chiều tối về cái 7 giờ 7 rưỡi bắt đầu dọn cơm ra ăn. Nhà ba mẹ cậu ăn chung với nhau được 2 lần. Sáng sớm cái ngủ dậy tắm rửa xong là có cơm ăn rồi, có đồ ăn ăn. Rồi chiều tối đi làm về 7 giờ bắt đầu dọn ra ăn à. Rồi dọn ra ăn xong rồi coi. Rồi cuối tuần thì phải ăn ngon hơn ngày thường. Cuối tuần thì giống như tuần vừa rồi bà nấu hủ tiếu Nam Giang, rồi có khi nấu bún bò đó vậy đó. Vợ ba mày rồi dạo này siêng nấu ăn lắm, mạch kiếm hùng nè, hồi xưa là trường Tuệ Thành nữa bà con, còn có tên Việt Tú nữa. Hôm nay ngày rằm nè bà con, quá không thấy người ta bán đồ ăn chay nè, 20.000 phần mì xào chay, bún gạo xào chay. Bún gạo với mì xào là hai cái món mà ăn chay cực thích à. Hôm bữa trước cái đợt trước ăn chay vợ ba mày còn làm một chảo luôn à, bún gạo xào với lại mì xào nè, phải làm nó trộn chung lại nhau ra ăn với đậu phộng rồi đậu hũ với cải chan thêm miếng nước tương nữa, trời ơi ăn ngon bà cố luôn. Ở đây là hội quán Nghĩa An của người Triều Châu nè, Sùng Chính của người Hẹ. Ở khu này người ta gọi là khu Mã Xã Hạng. À, đây có chợ Xã Tây. Đây có cái trường đại học sư phạm thể dục thể thao rồi nữa. Đây đây là đào tạo ra các thầy cô giáo dạy môn thể dục. Mấy cái môn thể dục này á, thường mấy thầy cô này ra trường á, thường hay cái câu là không có tiền á. Bởi vì sao? Bởi vì ở Việt Nam này vẫn còn nặng cái hình thức học. Việt Nam mình học khác nước ngoài nhiều lắm bà con. Ở nước ngoài ba mẹ rồi thấy họ đào tạo cho một đứa con nít, họ không có đào tạo mà dạy chàng đâu bà con. Mà khi mà họ phát hiện ra đứa nào mà nó có khả năng chuyên môn gì rồi là người ta tập trung đào tạo vào cái kỹ năng mà nó thích không. Tức có nghĩa rằng là sao? Nói nôm na gọi lại là học theo cái sở thích của nó đó à. Và cái phương châm của nước ngoài á, là người ta đào tạo ra con người là trở thành một chuyên gia nha bà con, chuyên gia của một cái lĩnh vực đó thôi. Còn ở Việt Nam mình á, thì vẫn theo cái xu hướng ba mẹ rồi thấy là đào tạo giải tràng hết, và hầu như là đều tập trung vào cái môn toán văn à. Toán văn là hai cái môn chính à. Toán văn Anh à, tiếng Anh là giờ cũng là môn chính rồi, toán văn Anh à.
còn mà không thôi là toán lý hóa đó, nó thường hay một cặp vậy đó. Đó, một đứa con nít nào sinh ra đời cha mẹ cũng đều nó muốn học cho nó học giỏi, nào là môn toán nè, lý hóa nè, đều muốn nó học toán lý hóa giỏi. Nhưng mà bà con cô bác biết mà, trên đời này đâu phải đứa nào cũng giỏi toán lý hóa thì đâu được đâu. Nó có những đứa nó đâu thích môn toán lý hóa đâu. Nhưng mà cái cha mẹ cứ ép học toán lý hóa cho nó học thêm. Nó học nhiều khi nó học bù đầu bù cẳng luôn, nhưng mà nó không vô được chữ nào á, tội nghiệp đó. Còn ở nước ngoài á là nó học theo sở thích, nó cho con nít á tự trải nghiệm, tự khám phá bản thân mình coi mình thích cái gì. Và sau đó đam mê vào cái thích của nó. Và bậc cha, làm cha, làm mẹ, thầy cô chỉ đứng vai trò là hướng dẫn và tạo điều kiện cho nó học theo cái sở thích của nó. Cho nên ở nước ngoài không có cái khái niệm là môn này môn chính mà môn này môn phụ nha bà con. Có những đứa nó đam mê vẽ từ nhỏ, thì xin thưa bà con bác, nó đam mê vẽ rồi thì mấy cái môn toán lý hóa có cần chi mà nó chuyên sâu đó bà con. Đúng không bà con? Nói chung mà nói không biết thì cũng không được. Nhưng mà nó không nhất thiết là phải cần phải giỏi về cái môn đó nó mới vẽ được. Hoặc là những cái môn về thể dục đi, thể dục thể chất này đi. Xin thưa bà con bác, nếu mà nói mà không cần mà biết mà toán lý hóa thì cũng không đúng. Nếu mà mình phân tích sâu ra là tất cả cái đó nó đều dựa trên những cái nguyên lý nó có hết. Nhưng nó không đòi hỏi mình phải trở thành một cái chuyên gia về toán rồi mình mới chơi được môn thể dục. Đúng không bà con? Chính vì lẽ đó cho nên mà ép buộc con là phải học giỏi toán lý hóa thì cái điều đó là điều ba mẹ thấy nó cũng hơi phi lý. Giống như bây giờ đua nhau ép con phải học ngoại ngữ tiếng Anh. Xin thưa bà con có bác, ủa chẳng lẽ là nó trên đời này, bà con có bác thấy không, trên đời này chẳng lẽ có những người ta không biết tiếng Anh là người ta không làm giàu được sao? Thật ra cái đó tất cả chỉ là những cái công cụ, những là cái phương tiện đó. Nhiều đứa nó không thích tiếng Anh nhưng mà đưa nó qua học tiếng Hàn nó học rất là tốt. Hoặc là nhiều đứa nó không thích tiếng Anh, tiếng Hàn, đưa qua học tiếng Nhật học rất là lẹ. Hoặc là tiếng Trung cũng vậy, tiếng Đức cũng vậy đó. Thật ra cho nên là mình đừng có nhiều người bắt buộc con phải học vậy, con phải học vậy, con phải học vậy. Thực sự là tội nghiệp lắm. Mà mình nên hướng đó. Giả sử mình thấy con mình nó có những điểm mạnh gì rồi nó có cái gì đó, mình nên hướng nó đi vào cái điểm mạnh của nó, thì nó đương nhiên nó học nó sẽ đam mê bà con. Cái những cái gì mà sở thích, những cái đam mê của nó thì xin thưa bà con quá, ba mẹ gồ dám đảm bảo luôn nó phát triển lẹ lắm. Giống như ba mẹ gồ nè, làm gì YouTube nè, xin thưa bà con bác, ba mẹ gồ không có đam mê sao ba mẹ gồ chạy xe mà chở bà con quá đi vòng vòng gì được. Ba mẹ gồ phải mê cái này, mà thậm chí bây giờ nó nghiện luôn rồi bà con, nó thật luôn. Đây là đường Nguyễn Trãi. Ba mẹ gồ giờ đâu có bận màng tâm về cái vấn đề mà tiền YouTube nó trả cho ba mẹ gồ bao nhiêu nữa bà con, không bận tâm luôn á. Cũng không bận tâm là bà con cô bác có cho tiền ba mẹ gồ nữa hay không, hay là cho hay không cho. Hồi đó cho nhiều lắm nha bà con, mà lại do cái tánh của ba mẹ gồ không thích nhận nữa, cho nên ba mẹ gồ làm mấy kiểu gì đó. Bệnh viện Nguyễn Trãi nữa mà hồi đó bệnh viện Quốc Kiến. Nói tóm gọn lại là bây giờ ba mẹ gồ làm, ba mẹ gồ cũng chả màng quan tâm chuyện tiền bạc, mà thành ra bây giờ là nó trở thành cái thói quen rồi. Không biết bà con cô bác xem phim của ba mẹ gồ, bà con cô bác có bị nghiện không? Chứ giờ là ba mẹ gồ nghiện chở bà con cô bác đi chơi luôn rồi đó. Giờ không có tiền ba mẹ gồ cũng chở bà con cô bác đi nữa thiệt. Ngày nào không đi cái bắt đầu nó nhớ nhớ, nó buồn buồn sao? Đây là tiệm bánh ABC nè, con kêu sư lực. Cho nên Việt Nam mình á, mà khi nào mà bỏ được cái điều đó thì nó mới tốt được nha bà con, tốt cho tụi nhỏ. Trong cuộc sống này ngành nghề nào nó cũng quan trọng cả. Việt Nam mình thì cứ thấy là kỹ sư, bác sĩ, luật sư. Ủa vậy mấy ngành đó tốt vậy mấy ngành kia chắc nó xấu à? Ủa cái ngành đó ra tiền, bộ cái ngành này, cái mấy cái ngành
hút rác hay là đi bóc bọc hay là đi dạy thể dục, có lẽ mấy ngành đó người ta sống không được à. À, sống mà mình phải nên sống vì cái đam mê của mình thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu mà một người mà sống vì đam mê, họ chuyên gia lĩnh vực đó mà ai cũng giỏi về cái lĩnh vực của họ, xin thưa bà con, bác, đất nước phát triển lắm đó. Ba mày gọi nó thật, mỗi người sẽ có một cái mặt mạnh mặt yếu riêng, mỗi người sẽ có một cái chuyên ngành riêng, đừng có ôm đồm. Bà con cô bác ơi, hồi xưa ông bà ta có cái câu á, một nghề cho chín còn hơn chín nghề á. Đây là khách sạn Lê Lai nè, hồi xưa là đây là có một cái đại đội quân vận của Mỹ đóng đây. Con đường này hồi đó là đường Phan Văn Hùng. Ở đây có một cái bến xe, người ta gọi là bến xe Tây Ninh, bến xe đò. Ngay đây có cây xăng nè, có khu chợ bán đồ ăn ở đây nữa nè. Bên đây là khu phố người Tàu, mấy cái căn nhà này là bán mấy cái tiệm hủ tiếu Tàu, mì Tàu của bà con. Đây là ngã 6 khu Rộng Thiên Dương. Đây là đường Lý Tự Trọng, hồi xưa đó là đường Gia Long. Đi riết bây giờ không biết kể chuyện gì với bà con bác, đường phố giờ quen thuộc quá rồi, cho nên giờ nói chuyện trên trời với đất chơi cho vui nha bà con. Ở đây là có cái rạp Long Phụng nè, rạp này là chuyên trị phim Ấn Độ nha bà con, rẹp nhiều lắm. Bà con của bác có bị rẹp cắn bao giờ chưa? Hồi đó ba mấy cậu đi coi cine á, trời ơi xin thưa bà con của bác, ngồi cái hồi ra là hai bàn tay nó đỏ, rẹp nó cắn gì vậy. Rồi cái đùi nữa, hồi xưa bà con của bác nhớ không, đâu có mặc cái quần dài đâu, trời ơi ra hả, hai cái bắp dế á, trời ơi nó nổi mủng mừng cục, hai cái bàn tay. Rồi thập niên 80 á, có cho thêm một cái trò nữa, đó là chơi mắt mèo. Trời ơi bây giờ không còn mắt mèo nha bà con cô bác, không biết có còn nhớ cái chuyện mắt mèo không. Trời ơi nó ngứa tàn canh gió lốc luôn cái mắt mèo á. Giờ chắc không ai biết cái mắt mèo là gì đâu. Hồi đó mỗi lần mà đi học á, trời ơi có đứa nào chơi ác á, lấy cái mắt mèo nó vô để chét lên tranh bàn của nó đó, bàn hay ghế đó, trời ơi lát hồi nó ngứa. Chúng ta đang đi trên đường Gia Long năm xưa rồi mà. Hôm nay trời mát, xe cũng không có đông. Đây là hồi xưa là thư viện quốc gia. Bên kia đó là hồi xưa là tòa thượng thẩm đó các bạn. Nơi đó có mấy cái ông thẩm phán. Mấy ông ba mày quên rồi, bà con bác nào còn nhớ không? Bên đây là tòa thượng thẩm đó các bạn. Có mấy ông thẩm phán á, làm việc ở đây. Ồ, hôm nay có cảnh sát rồi. Ồ, hôm nay là xét xử lớn lắm nè bà con. Tòa án đây lâu lâu qua mấy con thấy là có bảo vệ tùm lum á. Là thường là mấy cái vụ án lớn đó nha bà con.
Đây ngã tư đường Bách Thơ với đường Lý Tự Trọng. Ở đây hồi xưa là Bộ Quốc phòng nè, bên đây là nhà động viên. Xuống đây là quân cảnh từ Pháp. Bên đây là Dinh Thượng Thơ, Viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh này hồi xưa là Thư viện Quốc gia đầu tiên. Ở đây là người ta còn gọi là cái thành đó bà con. Cái thành này là gọi là thành Gia Định nè. Bên kia là công viên Chi Lăng. Bên đây hồi xưa là nhà của nhân viên Đại sứ quán Mỹ trước năm 75 ở đây nè. Mấy người làm việc cho Đại sứ quán Mỹ. Cái tòa nhà này hồi đó còn có cho lên ha, có quán cà phê trên đó mà bây giờ không có cho nữa. Trường này trường Trần Đại Nghĩa. Trần Đại Nghĩa này hồi xưa là La Santa Be. Beep.